Em chào cô. Hello Phụ Lan. Ủa, cô dặn là 7:15 học mà vào. Lúc nãy cô đang dạy, cô đã thấy Phụ Lan vào rồi. Vào xuống để đấy nha con. Hả? Phụ Lan. Lần sau chỉ cần vào trước 5 phút là được. Bởi vì các ca dạy của cô rất là gần nhau á. Thế nên là không cần chờ cô lâu đâu. Cứ đúng giờ vào là được. Phụ Lan nhớ chưa con? Ok, rồi. Ok, đã học cái bài mà hôm trước cô dạy chưa? À nhầm, học những cái từ mới mà hôm trước cô bảo chưa? Rồi. Nào bây giờ cô sẽ kiểm tra từ cho con nhá. Cho cô biết này, từ bản đồ trong tiếng Anh gì? Má. Chính xác. Map. Ok. Tiếp Map. theo bảng. Bảng, bảng, bảng. Board. Board. Âm D ở cuối, bật âm D nào. Board. 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 Okay. Cục tẩy. Eraser. Okay, not. Okay, so eraser is also cục tẩy in Vietnamese too, but I mean different word. Eraser nó cũng có nghĩa là cục tẩy, tuy nhiên là cô đang nói đến cái từ mà hôm trước mình học là cục tẩy khác thôi. Có biết là có nhớ từ đấy. Rubber. Rubber. Yes, very good. Okay. Trang sách nào. Trang sách. Paper. Page. Okay. Page. Đúng không? Tiếp tục này. Chỉ. Chỉ tiếng Anh là gì? Chỉ. Là point. Được chưa? Quên từ này rồi à? P-O-I-N-T. Sao? Quên từ đấy. Hôm trước có ghi từ point đấy không? Hôm trước con bảo là cái từ point này con biết rồi mà. Ghi lại cho cô nha. Đây. Point. Bình thường point này có nghĩa là danh từ là điểm, nhưng mà động từ của nó là chỉ. Chỉ ấy, chỉ vai đó. Chỉ ấy. Động từ chỉ tay. Kia vở nào. Ghi chưa? Rồi. Ừ, rồi. Ok, tiếp theo này. Khác biệt tiếng Anh là gì? Khác biệt là Lại quên. Quên à? Dạ, không nhớ mà không biết cách đọc. Ok, thì đọc lại này. Nhớ. Đã nhớ từ thì phải nhớ cách viết và nhớ luôn cách đọc, nhớ chưa? Chứ không có cái chuyện là nhớ từ nhưng mà lại quên cách đọc đâu nhá. Nào, đọc lại lần nữa nào. Hôm sau cô kiểm tra không nhớ là cô bắt quay video đã nói đi nhá. Nào, đọc cho cô. Different. Different. Đúng rồi. Tiếp tục cô hỏi. Đâu rồi? Từ lỗi sai ấy. Lỗi tiếng Anh là gì? Tick. Là gì? Trở lại xem nào. Hả? Này là không biết cách đọc hay là quên từ? Lam. Trả lời cô. Con nhớ à? Con quên. Quên. Không quên. Thế thì về nhà phải học lại từ này, nhớ chưa? Nhớ chưa Phụ Lan? Ok. Thì bây giờ cô sẽ nói đây. Từ lỗi sai tiếng Anh là mistake. Được chưa? Nhớ chưa? Nhớ ra chưa con? Mistake. Từ lỗi sai. Ủa? Từ đấy
Vậy chứ cô có dạy không trời? Có mà. Ủa nào cô? À, hóa ra là bây giờ cãi cô chưa dạy đúng không? Bây giờ cô mở clip lên cô dạy rồi thì sao? Thì sao? Cô nhớ là cô dạy đâu thôi. Lại không nhớ là cô dạy đâu ra. Rồi. Thế thì từ này chép cho cô một dòng nhá. Cô chia sẻ màn hình này. Cãi là cô chưa dạy ha? Thôi, bỏ cái chia sẻ. Nào, chia sẻ màn hình. Ok. Nào, dạy chúng ta sẽ có hai từ mới. Làm viết đi. Top là dòng lưỡi. Đâu à? Cái từ mistake đấy đâu? Có nghĩa là gì? Cô dạy chưa? Dạy chưa Phụng Lam? Nói. Cô dạy chưa? Trả lời cô. Ơ. Lát hả con? Phụng Lam ơi. Dạ. Yeah. Con nghe thấy cô nói không? Dạ yeah, có. Ô trả lời cô đi. Sao cô hỏi mấy lần không thua thế? Cô đã dạy chưa? Rồi. Thấy chưa? Đừng cãi nhá. Cãi cũng được. Nếu mà con cảm thấy là con cảm thấy ấy thì cô có thể nghĩa là gì nhỉ? Khi nào Phùng Lam cảm thấy là ví dụ là hai cái từ mà nó một cô phát âm khác một cô giáo con phát âm khác thì con có thể hỏi cô luôn nhá. Được chưa? Còn mấy cái này thì tất nhiên là cô sẽ nhớ là cô dạy hay chưa. Lần sau mà còn cãi không học từ mới là cô bắt chép. Nhớ chưa Phụng Lam? Yeah. Hôm nay về học lại tất cả các từ mới cho cô. Cô sẽ gửi lại. Cô sẽ dặn mẹ bắt con học tất cả lại các từ mới cho cô. Phụng Lam đã học thuộc những cái từ bất quy tắc mà hôm nay hôm trước cô đã bảo con về học thuộc chưa? Rồi cô có đóng luôn. Làm sao con? Có đóng luôn. Đóng luôn là sao con? Tôi không hiểu. Dạ đóng luôn. Dạ đóng luôn á. Dạ mấy cô... cái động từ bất quy tắc cả đóng luôn. Cả đống luôn. À cả đống luôn. Ok. Tất nhiên là nó cả đống luôn rồi. Nhưng mà phải học dần dần thôi. Không học thì không đi thi được đâu. Đi thi trên lớp ấy. Được chưa? À, thì 5 cái từ cô dặn là học về nhà học trước 6 cái từ này. Thì 6 cái từ này con học chưa? Được rồi. Ok. Thế quá khứ của câu là gì? When. Chính xác. Quá khứ của get là gì? Quá khứ của get. Got. Được chưa? Quá khứ của see là gì? Hello. Quá khứ của see là gì? See. Là? Sure. Đọc lại đi con. Sure. Ừ. Tiếp tục quá khứ của run là gì? Ừ. Ran. Ờ, run cũng được. Ờ, cái này có hai cách viết. Run hay là ran đều được nhá. Được chưa? Không có nhớ từ run là được. Tiếp tục quá khứ của string là gì? String là... là drank. Drank. Quá khứ của eat là gì? Eat. Là eat. Chưa thuộc lắm đâu nhá. Về nhà học lại đi. Nào, chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo này. The correct words below and write them on the lines. Chọn từ đúng dưới đây và điền chúng vào chỗ trống. Thấy chưa? Nghĩa là gì? Trong bài tập này nó sẽ cho con định nghĩa và con sẽ phải xem là định nghĩa đó nó nói về đồ vật nào. Ví dụ, you can play different kinds of this on a guitar or piano. Piano, sorry. Piano, okay? Bạn có thể chơi những cái loại khác nhau của cái này trên đàn guitar hoặc là đàn piano. Thì bạn có thể chơi các cái loại gì khác nhau? Loại nhạc khác nhau. Vậy đáp án ở đây là music. Music. Okay. Chính xác, được chưa? Nhớ nhá. Từ, cô có hai từ lưu ý về cách phát âm này. Từ này, guitar và piano. Trọng âm vào đây, được chưa? Piano, đọc cho cô nào. Guitar. Piano. Piano. Okay. Không phải piano, no. No, không phải là no. Piano. No. Piano. Piano. Ok, lại no rồi.
Nào, chia sẻ màn hình để phát âm nhá. Piano. Cô cho con nghe. No. 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 Nào nghe này. Piano. 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 No. No, phải no đâu nhá. Con nhìn này, đây là âm O. Đúng rồi, chính xác, đọc tốt rồi. Piano, đúng rồi đấy. Piano. Giỏi. Ok, tiếp tục nha. Chia sẻ lại mình. Nào, tương tự, chúng ta sẽ có các từ sau. Trước khi làm thì đọc cho cô các từ này đã. Abort. Abort. Maps. Maps. Rubber. Rubber. Rap nha. Rubber. Page. Rubber. Pages. Pages. Tick. Ticks. Ticks. Pointed. Pointed. Talk. Talked. Check. Gì đấy? Pointed. Đọc đi con. Pointed. Khi mà thêm ed kết thúc là t mà thêm ed thì nó sẽ thành là âm y đọc thành id, được chưa? Pointed, đọc lại pointed. 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 Kết thúc là k khi thêm ed thì đọc là t. Talked. Talk. Happy. Happy. Có từ nào mới không? Dạ không cô. Không đúng không? Cô thử đi đi. Con làm đi. Con làm đi. Con làm trên màn hình của cô. This is on the classroom wall and the teacher on it. Con cứ làm hết đi, sợ đọc được chưa? Làm luôn trên màn hình cho cô xem. There are in book and tab number on them at the bottom. Pencil. Ok, xong chưa cô chưa bài? Dạ, xong rồi cô. Now, a word. Chính xác. This is on the classroom wall and the teacher writes on it. Dậy xóa đi con. Bắt lại cho cô. Đừng xóa nhá. Để yên màn hình cho cô có thể tự xóa được nếu mà cô thấy cần. Yeah. Word, chính xác. These are in books and often have a numbers on them at the bottom. Chính xác, pages. Là tốt. When you make a mistake with your pencil, you need this rubber. Chính xác. Some teachers put these at the end of the correct answers in test. Ticks. Chính xác. We'll look at these to find roads and river and house. Chính xác. Okay, khá là tốt. Từ vựng tốt đấy. Nào, đọc cho cô câu số 1. This is on the classroom
were and the teacher were on it. Okay, con đang đọc như này này. This is on the classroom wall and the teacher write on it. Con đọc bằng bằng đi à, Hảo Lam. Nào, phân tích trọng âm này. Classroom, danh từ ghép trọng âm vào classroom. Teacher, trọng âm ở đây. This is on the classroom. Classroom, wall, and the teacher writes on it. Writes on it. Ok, đọc lại nào. This is on the classroom wall and the teacher writes on it. Writes on. Writes on it. Ok, nối âm. Nếu nối âm cộng mà con chưa quen nối âm thì thôi. Được chưa? Rise on it. Đấy là không. Được chưa? Tiếp tục này. We are in books and often have a numbers on them at the bottom. They are in books. These. And they are gone. They are in books and to have number on them at the bottom. Nào, từ này đọc là gì? Đọc lại nào. Often. Ok, lúc nãy con đọc là gì? Hả? Often. Đừng nói là often nha, đó often là sai. Often, âm T không có, âm cầm. But numbers. Numbers. Okay, tiếp tục. When you make a mistake with your pencil, you need this. When you make a mistake with your pencil, you need this. Some teachers put these at the end of the correct answers in tests. Some teachers put these at the end of correct answer in tests. Từ âm từ giờ đúng không? Tuy nhiên nếu giờ đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm, e là nguyên âm thì giờ sẽ đọc là z, được chưa? The end, được chưa? We look at these to find roads and rivers and towns. We look at the to find roads and rivers and towns. Okay, tiếp tục. Now. Read the story. Write the correct word from A next to number to five. Đọc câu chuyện và viết từ đúng vào các chỗ trống từ 1 đến 5. Bài này rất là đơn giản. Con chọn từ để điền vào chỗ trống. Có hiểu không hả? Hả? Phục lắm. Dạ, yeah, hiểu. Làm cho cô xem nào. On Saturday morning, the music teacher, Miss Kiff, came into Nick's class. And hello, I've got message for you from Miss West. She'd like you to answer the question on cô từ đây nghĩ là gì cô? Message, tin nhắn. Cô giải thích nghĩa thì ghi luôn vào vở con. Tin nhắn. Lời nhắn. Got a message. I've got a message for you from Mrs. Sweet. Tôi nhận được một lời nhắn dành cho bạn từ cô Sweet. Nhắn. It's on sao con?
They about the work. Miss River, Miss West isn't in school today. She's talking on the radio about play, work and picture game. In school lesson in very excellent. Hi, Mr. Kip. Okay, chữ bài nhá. Okay, number one, the word. Sai rồi. Tại sao đây là board nhỉ? Cô nhìn thấy số mà. 66 đến 67. She could like you to answer the questions on 66 and 67 for your homework. Cô ấy muốn bạn trả lời các câu hỏi trên, phải là trên trang từ 66 đến 67 và 66 và 67. Cho bài tập về nhà của bạn. Nghĩa là gì? Bài tập về nhà của bạn, bạn phải trả lời các câu hỏi ở sang 66 hay là sang 67. Và ở đây phải là page chứ. Tại sao lại là board được? Ok, cô hiểu tại sao con sai. Ý của con là trả lời các câu hỏi trên bảng hả? Yeah. Ok, lưu ý cho cô nhá. Đằng sau nó có số này, số trang này. Và đây phải là pages, được chưa? Câu số 2, pointed. Chính xác, ở đây có to. Point chỉ thì chỉ tới đâu đó là point to. Rất là tốt. Không cần xóa, để nguyên lại cho cô. Pointed to some orange books. Chỉ vào một cái số, một cái sách, những cái sách màu da cam. Rất tốt. Câu số 3, Nick was happy. Giỏi. Taught, chính xác. Ticks, đúng rồi. Ok, làm tốt đấy chứ. Làm bài tập tốt đấy. Nào, chỉ có cái là ngữ pháp về thì chưa chăm chỉ lắm thôi. Bài tập khá tốt, khá nhanh. Rồi, nào bây giờ cô đọc bài này nhá. Và sau đó Phụng Lam chú ý lắng nghe cô đọc và đọc sau cô. On Tuesday morning, the music teacher, Mr. Skip, came into Nick's class and says, "Hello, I've got a message for you from Miss Sweet. She could like you to answer the question on pages 66 and 67 for your homework. They're about the world's longest rivers. Miss West isn't in school today. She's talking on the radio about playing word and picture games in school's lessons. It's very exciting." Mr. Skip pointed to some orange books. "The map in those can help you.
or you can find your answer on the internet, he says. Lee was happy because he loved working on computers. That evening, he found all the answers to Miss Sweet's question on one of his favorite websites. When Miss Sweet came back to school, she talked about her exciting day, then looked at everyone's homework. What great answers, he says. You've got lots of ticks and no crosses. Well done. Now, đọc bài cho cô. Yesterday's morning, the music teacher, Miss Fripp, came into Nick's class. M-R đấy, con đọc là Mr. nhá. Mr. Skip. Skip came into Nick's class and say hello, I got... Cô sẽ chữa từ luôn, thế nên con cứ đọc chậm thôi nhá, để mình đọc lại. Cái từ này là hello hả? Not hello này. It is hello. Âm O và... Hello, hello. Hello. I got a message for you from... Message for you from Miss Swiss. She like you see to... The seed light. Cái này là viết tắt của good đấy. Nếu viết đây, đọc đầy đủ là see good light. Đọc tắt như người ta là seed light. Đọc đi con. She like you to answer the question on page 66 and 67 for your homework. They about the work. Miss Chris isn't in school today. She's talking on the radio about writing word and picture games in school lessons. It's very exciting. Miss Chris points to some audio book. The math Indo can help you. You can find your answer on the internet. He say Nick was happy because he loved working on computers. That evening, he found all the answer to Miss Grace's question on one of his favorite websites. When Miss Sweet came back to school, she talked about... She talked âm T ở cuối, không phải talked là sai nha. Can thêm AD, talked. She talked about her exciting day, then look at your homework. What great answer, she say. You got lots of sticks and no cross. Well done. Crosses, well done. Ok, được rồi. Chú ý về, vẫn phải để ý vào âm đuôi. Là các âm T, S, K cho cô. Đọc vẫn chưa tốt trong âm như thế. Được chưa? Có cần cô dịch không? Dạ, cô dịch cũng không cô. Làm sao con? Con có cần cô gì không? Không hay có. Nói to đi con. Dạ có. Có. Ok. Rồi. Bài này có nhiều từ mới không? Hả? Con nên coi cô. Ơi. Con nên coi cô. À, đang coi hả? Ok, được rồi. Thế để cô dịch nhá, xem có từ nào mới không. Vào buổi sáng thứ ba, giáo viên dạy âm nhạc tên là Skip đến lớp học của Nick và nói: "Xin chào, thầy có một lời nhắn cho các em từ cô Sweet. Cô ấy muốn các em trả lời các câu hỏi từ trang 66 và 67 cho bài tập về nhà của các em đấy. Nó nói về con sông dài nhất trên thế giới, những con sông dài nhất trên thế giới. Cô Sweet thì không ở trường ngày hôm nay. Cô ấy nói chuyện trên radio về việc là sẽ chơi đố từ và chơi trò chơi
tranh, chơi những cái trò chơi đố từ và trò chơi bức tranh tại các cái buổi học ở trường. Thật là thú vị. À, thầy Skip đã chỉ vào một cái, chỉ vào những một vài quyển sách màu da cam. Những cái bản đồ trong những quyển sách này có thể giúp các em, hoặc là các em có thể tìm câu trả lời trên mạng internet, thầy nói. Nick rất là vui bởi vì là cậu ấy rất là thích làm việc trên máy tính, thích học trên máy tính. Buổi tối hôm đó thì cậu ấy đã tìm được tất cả các câu trả lời của cô Sweet, tất cả các câu trả lời cho những cái câu hỏi của cô Sweet trên một trong những cái website, những cái trang web yêu thích của cậu ấy. Khi mà cô Sweet đến trở lại trường thì cô ấy nói về một ngày rất là thú vị của cô ấy và kiểm tra bài tập về nhà của mọi người. Thật là một cái đáp án, thật là những cái đáp án rất là tốt, cô ấy nói. Bạn, con có rất là nhiều câu hỏi đúng đấy, tích là đúng và không có câu nào là sai. No process, well done, làm tốt lắm, được chưa? Đã nghe rõ cô dịch Lam, nghe rõ chưa con? Dạ rồi. Ơ, sao cô không trả lời cô thế? Có từ nào mới không? Có từ nào mới không? Dạ, có cái từ này thôi cô. Message, lời nhắn, ghi vào vở chưa? Lúc nãy cô bảo ghi vào vở chưa? Dạ rồi. Rồi, ok, về nhau từ đấy nhá. Nào, thoát ra vào lại.